Ồ, chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Văn Khánh của mình nhé. Thì hôm qua mình có đi đá bóng nên là mình sẽ không lên được các video cho anh em. Thì ngày hôm trước mình cũng đã lên 4 video cho anh em rồi. Thì hai trận ngày hôm trước và hai trận ngày hôm sau. Về 4 cái video mình lên thì nếu mà anh em nào xem mà đánh bóng chết thì cũng có thể là có một chút lợi nhuận rồi. Thì, thua full kèo và Manchester, chúng ta bù lại chúng ta Manchester thì mình lúc mình ra video cho các bạn thì chưa có lên kèo nên là mình chỉ ra cho hai các bạn hai kèo tài. Thì chúng ta đã ăn lại được cái trận của Lazio full kèo anh em nhé, 4-0, ăn full 4 kèo đấy. Thì còn rất là may mắn là cái trận Juventus mình có lên. Thì nói thật với anh em là mình cũng nhận định cho Juventus, nhưng mà thế nào là mình lại ấn nhầm video anh em ạ, lên nhầm, đúng là điểm luôn, ấn nhầm video, lên nhầm video cho anh em. Thì cái trận Juventus đấy là mình không có đấy, thì rất là may mắn. Ok, thì mình sẽ quay trở lại với lại các trận đấu ngày hôm nay thôi anh em nhé. Thì ngày hôm nay đá sớm thì có trận giữa Napoli và Ajax lúc 23:45, nhưng mà mình sẽ làm trận này sau cho anh em nhé, để mình tìm xem còn trận khác không, trận nào dễ ăn hơn anh em ạ. Chứ còn những cái trận mình gặp Lanker với Liverpool này thì đó, đấy như anh em hôm qua xem ấy, như Manchester đá thế thì chết. Thì mình sẽ làm cho anh em trận này nhá, Bayer 04 Leverkusen với lại FC Photo. Ok anh em nhá. Thì trên Cubet cũng đã lên đầy đủ các kèo cho anh em rồi. Leverkusen chấp 0.25, tài xỉu là 2.75. Vì được đá lên trên sân nhà nên là Leverkusen có tỷ lệ chấp khá là cao anh em ạ. Cũng có đồng banh, không cao nhưng mà có đồng banh, tài xỉu thì rất là cao. Trận lượt đi thì Leverkusen nó để thua 3-1 đúng không nhỉ? Mình xem lại cái trận thua của Leverkusen. Hai không anh em ạ, hai không, nó để thua 2-0 rồi. Cả cái trận lượt về này thì được đá trên sân nhà thì họ sẽ đá như thế nào và mình sẽ nhận định như thế nào thì anh em cùng đón xem nhé. Đầu tiên thì mình chọn cho anh em cái mã kèo ô tô chấp 0.25 anh em nhé. Thì sao mình lại chọn cho anh em cái mã kèo này thì như anh em cũng có thể mình đã vừa nói thì là trận lượt đi họ cũng đã để thua 2-0 rồi, và trong trận lượt đi đấy thì họ cũng mất cho mình con hàng Robert Andrić và Phim Phong anh em nhé. Thì thông tin thêm cho anh em thì con hàng Robert Andrić này đang là tay săn bàn số 1 của Leverkusen, và con hàng Phi Phong này thì cũng là con hàng kiến tạo số 1 của Leverkusen, thì đã chắc chắn không được góp mặt trong cái trận đấu này rồi, do dính thẻ. Thế thì với cái tâm lý hai đội bây giờ đang cùng có 3 điểm và đứng thứ 3, thứ 2 trên bảng xếp hạng, thì tâm lý của họ là lúc nào cũng là đương nhiên là giành chiến thắng và có được 3 điểm trọn vẹn. Thì Porto đã đi được một nửa con đường lên rồi, và họ ấy chỉ cần một chiến thắng tối thiểu nữa thôi hoặc là một trận hòa thôi thì họ cũng có thể là có góp mặt ở trong cái top 2 rồi. Còn Leverkusen
mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng mà lại thiếu đi cho mình giống như một chiến binh, thiếu đi cho mình tiền đạo thì giống như một là chiến binh ấy, không có kiếm anh em ạ, thì chỉ có khiên thôi, thì chỉ có phòng thủ thôi. Thì đấy là lý do mình chọn cho anh em cái mã kèo là Porto được chấp 0.25 anh em nhé. Còn về tài xỉu thì mình cho anh em cái xỉu 3 ăn 0.73 anh em nhé. Thì cái tài xỉu này thì nói chung là trái bóng tròn mình cũng không chắc chắn được, nhưng mà nó khoảng 60-70% anh em ạ. Thì trận trước Lotto đã có cho mình cái chiến thắng 2-0 rồi, thì mình nghĩ trận này họ sẽ có một trận đấu thiên về đá thủ, phòng ngự phản công. Với mình xem qua sơ đồ dự kiến là sẽ như thế nào. Đó, phòng ngự phản công anh em nhé, 4-4-2. Đó, thì với cái lý do như vậy nên mình nghĩ là sẽ không có quá nhiều, Leverkusen sẽ cầm bóng và nhưng mà họ ấy, mình nghĩ là sẽ rất là gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc là ghi bàn vào lưới vô tục. Thì đấy, và các hai đội mới chỉ gặp nhau có 2 lần thôi anh em nhé, cho mình xem 2, 3, 4 lần thì có 2 chiến thắng dành cho Leverkusen, và Porto thì chỉ dành 1 chiến thắng thôi. Chiến thắng đậm nhất chỉ có 3-1 thôi, và chiến thắng lớn nhất của Leverkusen thì mới đây thôi, 2-0. Mặc dù như thế này nhưng mà anh em xem, nếu mà như thế này thì có vẻ là quá nhiều bàn thắng đúng không? Nhưng mà tại sao mình lại chọn cho anh em cái kèo xỉu này đúng không? Thì anh em xem và cũng phải phân tích đấy, là hai đội sẽ đã từng gặp nhau thì cái đấy nó là trong quá khứ rồi. Hiện tại bây giờ thì hai đội đang ở cái vị trí nào? Mình phải xem hai đội đang ở cái vị trí nào và cái đội hình ra sân cũng như là các cầu thủ thi đấu như thế nào anh em nhé, thiếu những cầu thủ nào và lượt đi họ đá như thế nào để chúng ta phân tích. Thì mình chọn cho anh em cái mã kèo xỉu này nhé. Tiếp theo về mình đã chọn đây này thì mình đã chọn cho anh em Porto được chấp 0.25 ở hiệp 1. Thì khi mà Leverkusen đẩy lên tấn công ở hiệp 1 thì mình nghĩ họ sẽ để ra rất là nhiều sơ hở để và họ đẩy lên tấn công trong khi là không có những cái người tiền đạo chân sút chính của họ thì lại thiếu, và cái người kiến tạo tốt nhất của họ cũng thiếu, thì mình nghĩ nó sẽ không có hiệu quả và họ sẽ để ra những cái sơ hở ở hàng phòng ngự. Từ đó là sẽ có cho mình tin là sẽ có cho mình được một cái bàn thắng trong hiệp 1 và họ sẽ lui về. Thì cái kèo này cũng là một cái kèo rất sáng anh em nhé. Tiếp theo nữa thì mình chọn cho anh em cái mã kèo thẻ phạt hiệp 1 trước đi. Thẻ phạt hiệp 1 thì mình sẽ đánh cho Porto đều anh em nhé, không chấp. Thì khi mà Leverkusen dồn lên tấn công, mặc dù là thiếu vắng đi cho mình những cái tiền đạo cũng như là những người kiến tạo chính tốt nhất của họ, nhưng mà họ cũng sẽ gây ra các khó khăn chứ, nên
tình huống phạm lỗi là cho Poto, nghĩ là có, là sẽ có khả năng rất là cao anh em nhé. Và các trận đấu gần đây của họ, Poto thì họ cũng đã có cũng ngay kể cả trận lượt đi vừa rồi của Bayern Leverkusen thì Poto cũng đã chiến thắng cái kèo này trong hiệp 1 anh em nhé. Tuy là cả trận họ và về thẻ nhưng mà trong hiệp 1 thì Poto mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng mà cũng đã ăn cái kèo này anh em nhé. Thì kèo tiếp theo mình chọn cho anh em đó là kèo Leverkusen thẻ phạt cả trận chấp 0.25. Thì nếu mà theo như cái nhận định của mình đã phân tích thì với cái nhịp độ trận đấu như vậy thì hiệp 1 Poto sẽ có cho mình một bàn thắng và họ sẽ giữ vững cái bàn thắng đó đến hết hiệp 1. Thì đến sang hiệp 2 thì Leverkusen sẽ buộc phải dâng lên tấn công. Họ thi đấu trên sân nhà mà họ bị dẫn trước thì họ sẽ buộc phải dâng lên tấn công. Thì khi mà dâng lên tấn công thì họ sẽ quyết liệt để ít nhất là kéo được một điểm, ít nhất là ghi được một bàn thắng. Thì mình nghĩ là họ sẽ bất chấp và sẽ có những cái pha phạm lỗi anh em nhé. Thì đấy, anh em có thể đi thêm con kèo này nữa. Thì mình nhận định như thế này là vẫn còn 12 tiếng nữa thì mới đến trận đấu cơ. Thì các đội hình thì nó vẫn chưa hoàn toàn chính xác, chỉ có chuẩn là hai con hàng này sẽ thiêu vắng anh em nhé. Con hàng Andrić và Phim Phong, cây sân bàn cũng như là người kiến tạo tốt nhất của Leverkusen thì chắc chắn sẽ thiếu do án thẻ. Đấy, thì đấy là tất cả những cái gì mình muốn chia sẻ với anh em về các mã kèo trong cái trận đấu này. Thì anh em có thể xem mà nếu mà thấy trùng quan điểm với mình có thể để lại cho mình xin một like và thêm một lượt đăng ký anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.